Hello, xin chào mọi người. Mình là Jenny đến từ Câu 68 và rất là vui vì được gặp lại mọi người ngày hôm nay. Thì như các bạn cũng đã biết là ngay chiều hôm qua thôi thì đội ngũ của Axie Infinity họ đã ra một thông báo về việc chỉnh sửa, cập nhật và thay đổi một số chi tiết ở trong game Axie Infinity. Vậy thì bây giờ các bạn hãy cùng Jenny đọc kỹ hơn về thông báo mới nhất của họ cũng như là để xem chúng ta sẽ có những chiến lược chơi game như thế nào để adapt với cái thông báo mới nhất này của Axie nha. Ok, hãy cùng bắt đầu. Trong video này thì các bạn có thể ủng hộ Jenny cũng như là đội ngũ Câu 68 bằng cách là mình sẽ tham gia cộng đồng 68 Gaming Play to Earn tại đây. Đây là cộng đồng Telegram miễn phí và mở cho tất cả mọi người, ai cũng có thể tham gia cả. Thì các bạn có thể mời bạn bè cùng tham gia để phát triển cộng đồng lớn mạnh hơn nha. Ok, và chúng ta sẽ nói đến nhân vật chính của ngày hôm nay. Đó là cái thông báo mới nhất của Axie này. Các bạn vào Axie là các bạn thấy ngay. Chúng ta sẽ mở link đó ra. Đây là link đó. Về phần key points thì chỉ là những cái ý chính, lát nữa mình sẽ sum up lại cho các bạn sau. Còn về phần chi tiết thì chúng ta sẽ cùng thảo luận với nhau nhé. Đầu tiên là họ sẽ điều chỉnh cái reward, họ sẽ thưởng cho 1000 top players. Là bạn vào phần này nè, đó, các bạn vào phần cái hình bục giảng này, cái hình leaderboard ấy, thì các bạn có thể thấy phần reward đây, họ sẽ thưởng cho top 1000. Đây, top 1000 players là 1000 người chơi giỏi nhất vào trong leaderboard này. Và phần thưởng sẽ như sau. Các bạn có thể thấy là top 1 họ sẽ được thưởng là 225000, top 2 là 175000. Đó, cứ kéo xuống dưới để xem. Ngoài ra thì các bạn có thể xem rank của mình ở đâu và đây cái thứ hạng, cái leaderboard của mình ở đâu trong đây. Lát nữa mình sẽ nói chi tiết về con số này hơn, con số này rất là quan trọng đó. Thì các bạn lưu ý đó là 225.000 này là 225.000 MAXS và 1.000 MAXS là bằng 1 AXS. Thì 225.000 này là 225 Axie chứ không phải là 225.000 Axie. 225 Axie nhân cho giá hiện tại đang là tầm 45 đô thì các bạn có thể thấy là nó khoảng hơn 9.000 đô, 10.000 đô gì đấy. Đó, thì đây là giá MAXS, các bạn lưu ý chỗ này nha. Rồi tiếp theo là họ điều chỉnh về economic, về hệ thống kinh tế ở trong game Axie. Điều chỉnh rõ nhất và các bạn nói rất nhiều ở trên group Telegram từ hôm qua đến giờ là họ giảm một nửa tất cả mọi thứ, đúng không? Đây là từ Adventure này, bấm vào Adventure. Trước đây các bạn thấy cái này là 0/100, tức là một ngày mình có thể gọi là đánh được tối đa 100 SLB. Nhưng mà bây giờ họ đã giảm còn có 50 thôi, một ngày mình chỉ đánh được 50 SLB thôi các bạn. Về phần quest, nhiệm vụ mỗi ngày, trước đây bạn thấy cái bình này là 50, nhưng mà bây giờ họ cũng giảm một nửa luôn, đó là còn 25 SLB. Tuy nhiên thì cái nhiệm vụ là chúng ta vẫn phải hoàn thành hết 10 Adventure và 5 Arena, không có cắt 1/2 nha. Hay không, cắt 1/2 giải thưởng, nhưng mà họ quyết định là sẽ không cắt 1/2 cái nhiệm vụ. Và tại sao, lý do tại sao họ lại làm như vậy, lát nữa mình sẽ giải thích kỹ hơn. Rồi, đây, cắt từ 100 xuống 50, cắt từ 50 xuống 25. Nhưng bù lại cái phần này mới hay nè, đó là giải thưởng SLB để SLB khi mà chúng ta thắng Arena sẽ được tăng lên. Khi mà chúng ta đánh Arena này nè, chúng ta thắng thì cái phần SLB chúng ta nhận được sẽ tăng lên. Đó, mình sẽ nói chi tiết về phần này cho các bạn xem. Tiếp theo chúng ta nhìn qua một cái đồ thị biểu thị cái lượng SLB minted, tức là khi mà chúng ta đánh thắng, khi mà chúng ta đánh thắng Adventure hay Arena, nó sẽ min ra, nó sẽ đúc ra một cái lượng SLB so với cái lượng SLB mà được burn khi mà chúng ta breed Axie ở đây nè, chúng ta breed Axie ở trên marketplace. Lát nữa mình sẽ breed cho các bạn xem. Đó, thì hai cái lượng SLB, một cái là đúc ra, một cái là đốt, nó không có tương đồng với nhau, nó không có bằng nhau và họ gọi nó là imbalance, tức là không cân bằng nhau. Các bạn có thể thấy sự rõ ràng khác biệt trong đồ thị này không? Thì bây giờ cái cơ chế mới này sẽ giúp họ điều chỉnh và họ quản lý lại cái lượng SLB đốt ra và được đúc ra trong quá trình mình chơi. Và họ thấy một cái điều nữa đó là rất là nhiều bots, những cái con bot là những cái con mà họ code lên, là những con không phải người chơi mà là máy chơi, họ abuse PvE, tức là họ dùng bot để họ farm cái map này, họ farm cái map này là mỗi map, mỗi run họ cố gắng thắng, xong rồi họ chơi đến run 36 luôn, bởi vì bot chơi mà, cho nên là nó có được lập trình sẵn, xong rồi nó pass qua ải rất là dễ dàng. Đó, thì họ cứ farm 100 SLB, 100 SLB, SLB một ngày rất là dễ dàng luôn, cho nên họ thấy cái tình trạng là dùng bot như thế này thì không có được. Tiếp theo là Arena. Thì Arena họ ra một cái cơ chế mới. Cái cơ chế mới này sẽ thúc đẩy
là tất cả mọi người ai cũng có thể chơi Arena và ai cũng có thể thắng, cũng như là phần thưởng Arena sẽ tăng lên cụ thể như thế nào. Đây là Arena sẽ khi mà mình chơi Arena, những người chơi bình thường họ gọi là casual players này, các bạn thấy chữ casual players này không, là họ, mình sẽ có thể gặp đối thủ gần với cái level của mình nhất, là near their skill level, là gần với level chơi của mình nhất. Rồi thì cái việc thay đổi này sẽ giúp push their ranking as high as possible, tức là mình sẽ có động lực làm sao mà để tăng rank cao nhất có thể. Tức là sao, các bạn xem ở trong này nè, đó các bạn leaderboard này, ví dụ rank của mình là 1147 đúng không, thì khi mà mình càng tăng rank càng cao thì cái phần thưởng SLB của mình sẽ càng nhiều đó. Đây nè, có một cái bảng đây nè. Khi mà rank của mình càng cao, các bạn thấy rank 1007 đến 1999 không? Là một trận thắng Arena thôi, mình sẽ earn được 20 SLB một trận thắng. Còn rank mà các bạn đang thấp á, các bạn tầm 1001 trở xuống á, thì sẽ chỉ là 4 SLB một trận Arena thắng thôi. Còn như rank của mình hiện tại là 1147 thì nó nằm ở trong cái khoảng số 2 này nè, là mình sẽ được 6 SLB mỗi trận mà mình thắng. Cho nên là mình cần phải cố gắng làm sao mà để tăng cái rank của mình cao nhất có thể, để mình càng nhiều SLB mỗi khi mà mình thắng. Đó, thì bạn bè của mình đa số là ở rank số 2 và rank số 3, là được khoảng tầm 6 đến 9 SLB một trận thắng. Thì vậy chúng ta sẽ thi đua compete với nhau để tăng rank. Đây là một cái cơ chế rất là hay. Tiếp theo, họ sẽ tránh được cái tình trạng gọi là smurfing. Các bạn nào chơi game nhiều các bạn sẽ biết tình trạng smurfing, đó là chúng ta chơi giỏi, chúng ta chơi pro nhưng mà chúng ta cố tình đánh thua để chúng ta bị giảm rank của mình xuống. Bị giảm rank thì mình sẽ gặp những người noob hơn, những người chơi yếu hơn mình và mình dễ thắng họ hơn. Đó là smurfing, tức là mình tự giảm rank của mình, tự làm cho rank của mình giảm xuống để mình đánh thắng những người noob, những người mới chơi á. Đó, họ là noob. Rồi, thì đây họ khẳng định luôn là the arena should be for everyone in our community, tức là arena là dành cho tất cả mọi người, không phải dành cho những người chơi giỏi mới thắng được arena, mà dành cho tất cả mọi người, là fair play các bạn. More casual players, tức là những người chơi bình thường, những người mới chơi cũng có thể gặp những người ở level gần với level của mình nhất và cũng có thể thắng arena. Đây, match their skill level và push their ratings. Rồi, họ nói là họ rất là hiếm khi có những cái bình luận nào về cái hệ thống scholarship. Scholarship là gì thì mình đã có một cái video về 5 điều bạn cần biết trước khi chơi Axie rồi. Mình đã giải thích scholarship trong đấy, bạn nào không biết scholarship là gì thì xem lại video đấy nha. Về cái scholarship này, Axie rất là ít khi bình luận về hệ thống này. Tuy nhiên thì họ sẽ nói ở đây, đó là cái việc họ thay đổi reward, họ thay đổi SLB tăng cho Arena sẽ giúp tạo ra một cái áp lực khi mà những người run scholarship á, họ sẽ cần phải put time, tức là họ sẽ phải dành nhiều thời gian hơn để học chơi game, để training, để educating, để học về game, chứ không hẳn chỉ là mình có thời gian rồi mình chơi rồi mình cứ một ngày dành ra vài tiếng đồng hồ để farm được 100 SLB nữa, mà bây giờ thì họ phải cố gắng với nhau để làm sao rank của mình cao nhất có thể và được nhiều SLB nhất có thể. Thì đây chính là cái cách mà họ sẽ giúp cho người chơi có giáo dục hơn về game, cũng như là có được cái sự luyện tập trong game của mình. Đó. Rồi, và đây thì là cái cơ chế mà họ nhắc đến, đó là họ sẽ carefully tracking, là họ sẽ theo dõi rất là sát sao về cái lượng SLB được min ra và cái lượng SLB được đốt ở trong game khi mà mình breed. Đây, ok. Về Axienomics trong phần short term, là trong ngắn hạn, là cái lượng AS portion khi mà chúng ta đi breeding, thì mình sẽ cho các bạn xem vào my account, vào inventory. Rồi, ví dụ mình muốn bấm vào con chim của mình, các bạn thấy breed count là 0/7, là 0/7, tức là mình chưa đi breed lần nào, thì chúng ta có thể bấm vào chữ breed này. Đó, và chúng ta sẽ select an axie. Mình đang có một trong hai con này, ví dụ mình muốn breed với con màu xanh lá cây, tức là con plant. Thì con plant này có chỉ số breed là 3/7 rồi, thì làm sao để mình tính phí đây? Các bạn vào cái phần white paper của axie, các bạn có thể đọc là nếu như mà 0/7 thì phí breed tính theo SLB sẽ là 150, 3/7 là 750, 150 cộng 750 sẽ bằng bao nhiêu? Sẽ bằng 900. Đây là 900 SLB cần để khi mà mình breed hai con này. Ngoài ra thì có một lượng breed nữa, đó là breeding fee. Breeding fee này là lượng AX, lượng Axie mà mình cần dùng để breed. Thì các bạn có thể biết là giá Axie bây giờ đang là $45 các bạn.
Đó, thì các bạn đủ hiểu là cái phí breed nó khá là đắt đỏ, phải nói là rất là đắt đỏ khi mà chúng ta muốn breed các con Axie. Đây cũng là một cách khá là tốt để cho ngăn cái tình trạng là breed tràn lan xong rồi bán Axie tràn lan các bạn. Họ có đề cập đến là họ sẽ điều chỉnh lại cái AXS, cái giá Axie khi mà mình muốn breed. Họ thấy hiện tại này, họ thấy gần đây hiện tại thì cái giá này nó khá là cao, quite high, khá là cao ha. Tiếp theo thì họ sẽ điều chỉnh cái lượng SLB cần khi mà chúng ta breed Axie. Có thể họ sẽ tăng cái lượng SLB nếu mà chúng ta muốn breed nha, tức là đây nè, các bạn này nè, maybe là họ sẽ tăng lên, bởi vì có một số bạn 900 SLB thì có thể nhiều đi, nhưng mà có một số bạn có hai con Axie mà đều breed cao là 0/7 thì các bạn chỉ cần tốn có 150 cộng 150 là 300 SLB thôi, mà giá SLB hiện tại đang là 0.19 thì 300 SLB nhân cho 0.19 thì các bạn chỉ tốn có khoảng 57 đô thôi, 300 SLB đó, nó cũng không quá là nhiều. Cho nên là maybe là họ sẽ tăng cái SLB cost này lên. Rồi về long term, về dài hạn thì họ sẽ launching ra một cái sàn DEX riêng, một cái decentralized exchange, là một cái DEX riêng cho họ để thu hút cái lượng thanh khoản tốt hơn về những cái resource ở trong game, in-game resources, những cái tài nguyên trong game. Họ sẽ tạo ra một cái DEX riêng luôn, tự trao đổi, tự cung cấp thanh khoản ở trong đấy hết. Tiếp theo là crafting materials, thì cái này mình cũng không hiểu lắm, nhưng mà mình hình dung là có thể cái họ sẽ tạo ra một cái Axie Sync để và họ sẽ cho ra mắt cái crafting materials, và cái crafting materials này dùng để nâng cấp land nè, nâng cấp những body parts của con Axie như là mắt, mũi, tai, miệng, đuôi gì đó và land items. Đó thì hình như là để nâng cấp những cái bộ phận trên cơ thể con Axie và nâng cấp mảnh đất land. Và tiếp theo thì họ sẽ maybe là trong tương lai sẽ releasing ra, tức là cho ra mắt những cái tính năng mới của Axie và một số cái chế độ game mới. Và mình nghĩ là có thể cái daily quest này họ sẽ triển khai, weekly quest là hàng tuần và special event là một số dịp nhất định thì sao, đúng không? Bởi vì mình thấy cái này coming soon khá là lâu rồi. Đó, một số cái chế độ chơi mới hoặc là ngoài adventure và arena mình có thể có một chế độ chơi khác thì sao, không biết nữa, nhưng mà trong tương lai thì sẽ có câu trả lời nha. Ok, thì đó là sơ sơ các thông báo của Axie. Và bây giờ thì mình sẽ nói thêm một chút về cái cách mà chúng ta sẽ chơi Axie sau khi mà họ thay đổi cái chế độ này. Thì các bạn vào adventure, thì hiện tại adventure của mình đang là khoảng, hôm qua mình chơi thì mình nhớ khoảng từ hồi trước nha, hồi trước thì mình chơi một vòng thắng như là room 19 thì mình được khoảng từ 11 đến 14 SLB một trận thắng, và mình chơi khoảng 8 trận, tốn 8 energy là mình sẽ được full 100 SLB. Nhưng mà bây giờ thì họ đã thay đổi rồi, cho nên là tối hôm qua mình chơi thì mình tốn khoảng 5 đến 6 SLB để được 50 cái thanh SLB này. Vậy thì mình sẽ được khoảng 5 đến 6 SLB cho một trận thắng. Thì chúng ta sẽ nốt ra một chút, đó là vẫn như cũ các bạn, mình nghĩ là các bạn vẫn chơi như cũ, chơi một cách lành mạnh, chơi một cách bình thường. Đó là chúng ta sẽ dành energy, sẽ dành energy để farm map 50 SLB. Đó, chúng ta sẽ dành energy farm map 50 SLB. Thì thường nếu như mà mình đang ở level 18 thì mình sẽ mất khoảng từ 5 đến 6 energy để hình như là 5 đến 6 energy để full được 50 SLB nè. Còn những bạn nào mà ở level thấp thì hôm qua khoảng level 11, 12 thì mình nghĩ là dành khoảng 8 đến 9 energy để full được 50 SLB nếu mà level thấp hơn. Rồi, đó. Rồi, vậy thì các bạn sẽ còn dư được là các bạn sẽ còn dư được 12, khoảng từ 11 đến 12 energy, hoặc là dư từ bao nhiêu nhỉ, mình quên rồi. Nói chung là dư khoảng 11 đến 12 energy đi. Thì các bạn sẽ dùng 11 đến 12 energy này để đánh full cho arena luôn. Bởi vì lúc mà các bạn hết energy rồi, các bạn đánh adventure thì cũng chỉ được SLB thôi, không có được thêm experience. Các bạn sẽ thấy cái chữ experience ở nút start này nó sẽ bị gạch đi, tức là mình sẽ không cày thêm được experience nữa. Cho nên là mình sẽ dùng hết energy đó để mình đánh arena. Đánh arena thì để làm gì? Để cái lượng SLB của mình, đây nè, cái lượng SLB này của mình nó sẽ tăng lên theo rank. Và như là trong bài viết nói, mình sẽ cố gắng làm sao để as high as possible, tức là tăng cái rank của mình cao nhất có thể, bởi vì càng cao thì sẽ được càng nhiều SLB
Mr. B, đúng không? Ở đó, trong arena này mình sẽ gặp những người khác, những người chơi khác đến từ các nước khác, đến từ các máy khác để chúng ta chơi. Đó, thì các bạn sẽ tăng rank ở đây. Tăng rank ở đây thì sẽ nhận được SLB. Rồi, ok. Thì chúng ta sẽ dành hết 12 energy còn lại để chúng ta đánh arena. Rồi, và sau khi mà chúng ta sẽ dành hết được 5/5 arena rồi nè, chúng ta sẽ có được 5/5 arena rồi, thì chúng ta quay lại adventure để chúng ta đánh những rune thấp để check daily quest. Đây là lúc đó các bạn sẽ thấy daily quest của mình. Mình nghĩ là hôm qua mình chơi là complete khoảng 5/10 adventure mode hoặc là 6/10 adventure mode gì đấy. Còn cái này là full 5/5 matches rồi, thì chúng ta có thể vào adventure chúng ta chơi đại những rune thấp thôi, bởi vì mình đâu có được experience, mình cũng full SLB rồi, mình cũng đâu được SLB đâu, cho nên mình sẽ chơi những rune như rune 1, rune 2, rune 3 gì đấy. Chơi mấy rune này thì rất là nhanh để chúng ta check in được 10/10 adventure trên này. Đó, thì chúng ta sẽ claim được 25 SLB. Và có một cái nữa, đó là sau khi mà chúng ta đã hết luôn, hết energy rồi và full SLB của ngày hôm đó rồi, rồi xong daily quest luôn rồi, nói chung là xong hết rồi á, thì chúng ta có thể vẫn tiếp tục đánh arena, bởi vì hết energy vẫn đánh arena được. Và đánh arena để làm gì? Để tăng rank lên đó. Chúng ta sẽ tăng cái rank của mình lên đó, tăng rank lên thì ngày hôm sau khi mà mình có energy thì mình cố gắng mình đánh thắng, mình sẽ được thêm experience cũng như là thêm SLB đó. Ok ha, giống như là bạn mình hôm qua, bạn mình chơi khi mà hết energy rồi, chơi từ 1.200 lên 1.300 các bạn, trong vòng một đêm chơi mình không biết là mấy trận, nhưng mà tăng rank từ 1.200 đến 1.300 khi mà hết energy rồi, vẫn vào arena để cố gắng đánh thắng để tăng rank đó. Thì đây là một số cái ý kiến của mình cũng như là một số cái thông báo từ phía Axie mà mình, các bạn nên cập nhật và nên biết cho bản thân mình nếu các bạn nào đang tham gia game Axie Infinity. Rồi, ok, vậy thì đó là hết video của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Các bạn đừng quên cho mình một like và một subscribe, cũng như đó là ủng hộ đội ngũ của Cao8TV bằng cách là mình sẽ comment hoặc là mình bấm chuông ở bên dưới để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của tụi mình trong tương lai nha. Ok, cảm ơn nhiều, và Jenny sẽ hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Cao8TV. Thank you so much, bye.